quay lên phát sáng rồi. Em gọi gọi chị cái taxi này. Gọi taxi đi. Em đau đúng không? Em ra ngoài có taxi nào? Chị nào cho tóc bồng. Chị để cái đồ dù vừa xong lúc trước chúng ta nó sạch rồi. Chị nó dài quá. Tức cái đồ chùm ở bên ngoài nó sạch. Nó làm cái đầu nó không được tròn. Mình không chân. Với lại những cái line của mình nó không được chồng lên nhau nữa. Nó phủ được không có lớp line cùng. Quay hướng này nè. Xong đã phòng rồi nhỉ em. Sấy về ba lần. Đó.